Tại bộ môn boxing hạng cân 52 đến 57kg, võ sĩ Nguyễn Văn Đương gặp đối thủ người Azerbaijan từng giành huy chương đồng giải vô địch châu Âu Tayfu Aliyev ở ngay vòng đấu đầu tiên. Dù không được đánh giá quá cao, nhưng tay đấm Việt Nam vẫn thi đấu rất xuất sắc, đặc biệt là trong hiệp 2. Kết thúc 3 hiệp đấu, Nguyễn Văn Đương đã giành chiến thắng bằng tính điểm. Ở bộ môn rowing, nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi, Lương Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ về thứ tư ở lượt của mình và phải thi đấu vòng vé vớt tranh huy chương đồng. Trong khi đó, hai vận động viên thể dục dụng cụ là Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành đứng áp chót ở hai nội dung xà đơn và nhảy trống. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.